Em chào bà con và các bạn nha. Thì hôm nay mình đi mua con bò, có nghe mình nó chỉ nhà nó có ông chú có con bò kem này nè bà con. Thì bò kem này nghe nói là con bò được là 6 tháng tuổi, 6-7 tháng tuổi gì đó mà mình ông chú ông quên, ông không nhớ. Thành ra thì theo mình thấy con bò này thì chắc cũng độ chừng 6 tháng, 7 tháng thì chắc có lẽ không tới. Nhưng mà trên 5 tháng chắc độ chắc khoảng 6 tháng rưỡi á. Thì con này con bò kem, con em kem này dạng nó như là có người thì gọi kem nhớt, kem bùn, kem siêu xám gì đó con. Thì mình thì thấy con kem nhưng mà nó có 2 mẫu nha con, một mẫu thì kem giấy nó trắng tươi à, còn một mẫu thì nó hơi là xám xám gì, nếu có con thì nó hơi vàng vàng đó. Có người kêu kem hồng thì do mình nghĩ nó lai cái lông của con mẹ nó nhiều, thành ra nó biến đổi thế nào mình không biết. Như này mình thấy chỉ nó có mấy màu vậy đó, mà màu sắc thì đối với mình chưa giờ mình nuôi bò thì mình không quan trọng. Đây là cái con mẹ nó nha bà con, mẹ nó là mẹ quýt, nó đẻ nó là lứa thứ 2, ông chú nói là lứa thứ 2 thôi đó. Mẹ là mẹ quýt, mẹ nó rất là ốm, đây là mẹ nó cũng không có sừng nha bà con đó. Mẹ nó ốm quá thành ra nó cũng có sữa mẹ nó, nghe ông chú cũng nói mới vô tình lại đâu có 3-4 tháng gì đó. Thì còn con kem kế này là con kem chị của nó đấy bà con đó. Con này con chị là mới tới rồi mới đẻ nó là mới là vô tinh lại đó, con này là tới nó đó. Mà nghe ông chú nói con nái này cũng hơi chậm lên giống đó. Đó, bà con thấy nè, con bò này thì mình rất là ý. Thì bây giờ thôi mình trồng tiền cho ông chú rồi mình dẫn bò đi về luôn nha bà con đó. Đó. Thì một phải dẫn theo con mẹ nó mới dễ đi, chứ còn nếu không mình dẫn cũng hơi cực, bởi vì nhà lúc làm cứu lúc trong đồng lận, mình phải dẫn ra ngoài cái lộ ngoài này nè bà con đó. Cái lộ nhỏ rồi mình mới muốn xe mình chở về. Đây là 2 loại thức ăn nha bà con, cái loại này là loại 3850 của mình, thường thường rồi mình cho bò ăn á. Còn cái loại trong cái này là cái loại cho vịt ăn. Thì để mình lấy cho con bò này nó ăn cho bà con xem nha. Nè, cái mặt nó háo hức thấy ghê không nè. Bây giờ mình cho nó ăn cái loại thức ăn vịt nè. Nè đó. Đó. Nó cái nào nó cũng ăn chân á. Cái đó là thức ăn vịt đó nha bà con. Con bò này thấy dễ thương nó lắm nha bà con. Nó ăn cái gì nó cũng ăn được hết trơn, nó không có chê. Bởi vì mình thấy mình thích đó mình mua nè. Thì về bà con nào có nhu cầu mua nuôi thì cứ liên hệ mình. Thì con này mình bắt đem về tới chuồng, chi phí với này kia nọ là mình mua hết 23 triệu nha bà con. Thì bà con nào có nhu cầu thì mình bán lại 500.000 thôi, là 23 triệu 500.000. Để mình quay tổng quan cho con bò này cho bà con xem nha. Để nó ăn hết cái thức ăn vịt thì mình quay trở lại mình đổ cái thức ăn heo cho nó ăn cho bà con xem. Thì nó được bị lớn cái nào bà con, thì chủ người ta nói khoảng 6 tháng gì đó, thì người ta cũng quên, người ta không nhớ. Thì con mẹ nó bây giờ thì có chữa cũng được 2-3 tháng gì đó, mình người ta nói vậy thôi chứ mình cũng không có biết. Bữa mình bị gì cái ông chú đó ông nói ông không nhớ. Thì mình theo mình nhìn cái con bò này thì chắc mình độ tầm chắc cũng cỡ 5-6 tháng gì chứ không nhiều. Nhưng mà con bò này xương to nha bà con nè. Xương rất là to nè, ta đứng thẳng đàng hoàng đó. Cái đầu cục nha bà con đó. Thì lông này thì nó còn lông sữa nè bà con nè. Còn lông rất là nhuyễn nè đó. Bà con thấy mình đụng mà nó rớt lông nè, lông sữa. Con cái lông con này mai mốt nó rụng mình nó sát lông, bò rất là đẹp. Con bò này mẹ nó quýt, thành ra nó không có sừng nha bà con nè. Nó có 2 sái trắng luôn nè, đầu mặt cục mỏ đẹp, nó thèm ăn lắm nha bà con. Cỏ gì nó cũng ăn hết trơn. Thì bà con thấy trong cái chuồng của nó thì bà con cũng biết rồi, nói chung là nó cũng dạng mà nuôi kham khổ lắm. Thành ra con bò này nếu bà con nào mà đó giờ chưa nuôi bò, con bò này rất là dễ chăm sóc. Còn nếu bà con nào nuôi bò thường thì cái con này thì thôi nó nằm trong tầm tay của mình rồi. Để mình quay ra mình cho nó ăn cái thức ăn của heo cho bà con xem nha. Nó thức ăn nào nó cũng ăn hết trơn á bà con, chứ nó không, thực sự là nó không có kén cái loại thức ăn nào hết trơn á nè. Cái này là cái loại 3850 của mình, thường ngày mình cho bò mình ăn đó. Bởi vì hôm qua mình có đi hỏi ông chú thì ông chú nói ông ta ăn vịt, mà kiểu như cái bà thím bà nuôi mấy con vịt cho ổng lấy cho ăn thôi, chứ thật sự là ổng cũng không có mà đầu tư tiền để mua cái thức ăn vịt cho nó ăn nữa, thành ra nó ăn cũng không được mấy hột. Thì tại vì con bò này á, là hôm qua người ta ở gần ruộng, ông chú gần ruộng thành ra ông buộc sớm, ông cấm sữa sớm để mà người ta không có được như bên Ba Tri, Bến Tre người ta nuôi nhốt các bà con, thành ra người ta thả. Còn ở đây thì người ta không có làm cái chuồng mà gào được, nếu mà thả ra thì nó phóng xuống ruộng lúa này kia có dòng xung quanh của bà con thì nó hư, thành ra người ta cốt mỏ nó sớm, thành ra nó dạng lắm, mình dẫn nó đi nó rất là dễ dàng. Đó. Nó cỏ gì nó cũng ăn, chứ bây giờ cỏ voi là mình bầm nó cũng ăn nữa. Đó, để mình lấy mình hốt vô trong cái thau mình để cho nó ăn cho bà con xem nha. Đó, bà con thấy không? Đó, rất là dễ thương nó luôn. Nó lạ, lần đầu tiên nó mới biết luôn á bà con, nó không biết cái cỏ băm này luôn mà nó cũng biết tập nó ăn lần rồi đó. Đó, con bò này nói chung cái gì nó cũng biết ăn, cỏ mình có cắt thử cỏ gì nó cũng ăn được hết trơn bà con, thành ra bà con nào có thích con mua con bò này cứ đi liên hệ với mình nha. Thì mình đã nói bà con thì con bò này thì mình bắt ở Trà Vinh nha bà con, ở của tỉnh Trà Vinh nha, này của huyện Cần Long nha, chứ không phải là bò Bến Tre. Thì nếu mai mốt mình có bắt bò Bến Tre thì mình nói là bò Bến Tre, còn mình bắt bò ở Trà Vinh thì mình nói là bò Trà Vinh nha bà con, chứ không có bắt bò Trà Vinh mà nói bò Bến Tre được. Thì mình mua bao nhiêu thì mình nói bao nhiêu rồi bán, mình cũng kiếm 500-600 ngàn đồng một con thôi nha bà con, chứ bởi vì mình cũng từng mua bò mình nuôi, thành ra mình rất là hiểu. Thứ nhất á, là phải chọn được con bò tốt để mình nuôi mau lớn. Cái thứ hai á, là mình phải chọn được cái giống bò tốt và đồng thời cái giá cả hợp lý nữa. Nếu mà mắc thì mình rất là ngán, bởi vì nuôi sẽ lời rất là ít, chăm sóc rất là cực khổ. Bởi vì mình đã từng nuôi, mình từng biết, mà mình mua được con bò nó vừa ý mình đó cũng rất là khó nha bà con, chứ không phải là dễ. Thật sự bò rất là nhiều chứ không phải là không có bò, nhưng mà mình để tìm được một con bò ưng ý để mình nuôi lâu dài á, thì nó rất là khó. Mình đi cả ngày nhiều khi không, hôm bữa mình đi coi con bò này nè, mình coi mấy con rồi đó, mà mình cũng không có mua được. Thứ nhất là ta đầu giá quá cao, thứ hai nữa là bò nó không có được như cái ý của mình. Mình thấy con bò mình mua về mà mình thấy con bò đó nuôi không có tiềm năng á, thì mình sẽ không mua. Bởi vì á, mình mua mình bán cho bà con chăn nuôi mà nó không lớn, rồi mai kia mốt nọ thì bà con nghĩ mình lường gạt, thì mình thấy tỷ như mình lường gạt bà con được một lần thôi, chứ không bao giờ lường gạt suốt đời được đâu bà con. Thì mình lúc nào á, là mình mua về mình bán bà con, nếu bà con thương mến mình ủng hộ thì mình rất là cảm ơn. Còn nếu bà con không mua, che mắt hay che xấu gì đó thì mình cũng tiếp tục nuôi. Thành ra mình phải chọn con bò mà nó có cái đường hậu, nếu bà con không mua thì mình sẽ nuôi sau này nuôi tới lớn luôn, hoặc là mình nuôi 4-5 tháng nó phát triển mình bán bò dỗ đi thì nó cũng có lời. Cái tỷ mình lựa một con bò chay ngắt như vậy, chay ngơ vậy mình nuôi 3-4 tháng, mình bắt bò 23 triệu mình nuôi 4-5 tháng nữa, bò nó không lớn thì dĩ nhiên là bán con bò lỡ cũng sẽ không có lời nha bà con, chứ không phải là nuôi vài tháng bán là mình xong cái chuyện của mình. Nhưng mà thật sự con bò không phát thì mình nuôi 3-4 tháng thì con bò nó cũng sẽ không có lớn được, thì mình cũng không có lời được. Mà nếu cho bán cho bà con mà bà con nuôi suốt khoảng 15-17 tháng, thậm chí cả 2 năm trời mà không lớn, thì mai mốt bà con sẽ nói Phúc nó bán bò gì đâu mà nuôi không lớn, thì mình sẽ mang một cái tiếng mà tiền cũng sẽ không có thể nào mà đổi được cái sự uy tín, cái sự tiếng tăm của mình nha bà con. Thành ra bà con cứ yên tâm đó. Thì con bò này mình bắt bữa nay, chứ ngày mai thì mình sẽ đi chợ mình mua thuốc sổ lãi, mình sổ dung cho nó luôn, rồi mình chích cho nó một mũi Catosan đầy đủ luôn cho bà con. Nếu bà con nào có mua đem về nuôi thì khỏi cần làm 2 việc đó, chỉ cần cho ăn cho uống chăm sóc đúng thôi. Rồi còn mình, nếu bà con nào không mua thì mình cũng để mình nuôi thì rất là ok nha. Rồi bởi vì mình không có chích vaccine được, là cái vấn đề á, là cái vấn đề thì mình chỉ có một con bò thì mình không có mua mấy lên nhiều liều vaccine được nha bà con, thành ra bà con thông cảm. Nếu mà có điều kiện thì mình sẵn sàng mình tiêm vaccine luôn cho bà con. Thì con bò này mình chia sẻ nè, thì bà con thấy nó có hơi cái bụng vậy nè, tại tại lý do là người ta buộc xóm, người ta tách sữa ra xóm, thành ra nó có cái bụng, thành ra bà con thấy con bò này nó có cái bụng, chứ thật sự cái bản đùi rất là ok nè, chân rất là to nha bà con, móng dẫm nè, móng dựng đứng đây mình quay cho bà con xem. Đó. Thì con bò này đó là con bò pháp kem, nhưng mà dạng này nó kem kem nhớt, kem muối tiêu gì đó bà con, có người kêu kem xám gì đó, thì tùy theo địa phương ha. Con bò này á, thì mình không phải quảng cáo để mà bán cho bà con đâu, cái đó là mình nói thật sự. Quảng cáo mà bà con thấy không đẹp thì bà con cũng không mua, chứ đâu có bắt bà con mua được, đúng không? Thì đối với mình thì con bò này là mình thấy là nó có tiềm năng. Tuy là con bò này nó không có được đẹp như bò ở Bến Tre, thành ra cái giá nó cũng rẻ hơn Bến Tre nha bà con. Chứ con bò này mà qua Bến Tre nó như vậy á, thì tầm khoảng 25 triệu mới mua được nha bà con. Cái đó là mình nói thật sự, có tệ gì cũng khoảng là 24,5 triệu mình mới mua được con bò. Cái đó là mình từng đi Bến Tre thì mình biết đó. Thì thôi video mình cũng kết thúc tại đây nha bà con. Thì gặp lại bà con trong những video tiếp theo. Thì bà con có gì thì liên hệ số điện thoại mình, thì mình tại con bò này á, là của thằng em mình ở gần đó, nó cho mình hai mình chạy vô mua thôi, chứ thực sự mình cũng không có biết chỗ đó nữa, cũng cách nhà mình khoảng mười mấy cây bà con, thì mình chạy cho mình mua. Thì vài bữa mình rảnh công chuyện mình sẽ đi Bến Tre mình bắt bò đẹp đẹp về cho bà con nào có nhu cầu thì cứ liên hệ mình nha. Thì bò Bến Tre thì nó đẹp thì giá nó thì rất là mắc nha bà con, thì tiền nào của đó thôi. Đó, thì thôi mình bye bye, chào bà con, hẹn gặp lại bà con trong video tiếp theo nha, bye bye.